Vâng, em xin chào các bác yêu lan trên toàn quốc nhé. Trong phiên bán hàng hôm nay thì em lên những cái mặt hoa rực rỡ luôn gửi tới các bác. Đây là một giò kim đẹp xuân nhé các bác nhé. Hoa quá đẹp luôn, hoa nó vừa hé nở nha các bác nhá, vừa hé sáng nay nhá, và nụ này vẫn còn rất nhiều nhá. Đấy, nụ vẫn còn rất nhiều, về các bác đây, nụ nhỏ đây vẫn còn rất nhiều, về các bác chơi hoa thoải mái. Cái này thì hoa thì chắc là phải mấy chục bông. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Ôi, cái này phải trên 30 bông hoa nhá các bác nhá. Cả nụ các thứ là phải trên 30 bông. Đấy. Rực rỡ chưa các bác? Kim đẹp xuân cái này mà nở hết này, những cái như này nó mà nở hết thì em nói thật các bác rực rỡ luôn. Đây. Nụ vẫn còn rất nhiều đây nhá. Đấy, độ thuần của nó thì đây, các bác tự đánh giá nhá. Đấy. Rực rỡ chưa các bác? Cái này nở hết thì đúng là đẳng cấp luôn. Kim đẹp này hoa thơm. Hoa thơm nó dịu dịu thôi. Mã số 34 300.000 nhá các bác nhá. Đấy, mấy chục bông hoa luôn. 300.000 cho mã số 34. Vẫn là kim đẹp nha các bác nhá. Đấy, các bác thấy hoa rực rỡ chưa? Đấy, nụ thì vẫn còn rất nhiều luôn. Vẫn còn rất nhiều nụ nha các bác nhá. Đây, những cái nụ nhỏ nhỏ như này vẫn còn rất nhiều này. Đấy, nụ này. Mấy chục bông hoa trong này thôi nhưng mấy chục bông luôn. Một cái bảng rực rỡ các bạn. Đẹp long lanh. Đấy, kim đẹp xuân nha các bạn nhá. Đẹp chưa? Đấy, cái này các bác mà treo trước cửa nhà ngắm lan thì cực kỳ đẹp nhá. Mã số 33 cũng 300.000 nha các bạn nhá. Cũng 300.000. Kim đẹp xuân. Tiếp theo, mã số 32. Đấy, các bạn nhìn đẳng cấp chưa? Một cái giò lan. Đấy, cả nở như này nhá, nó mới nở thôi nhá các bác nhá. Nó mới nở thôi nhưng mà nụ vẫn còn đang hé vẫn còn rất nhiều đây nhá. Chứ không phải là nó đã nở rồi, vì cái kim điệp này thì hoa nó cũng tương đối bền nhá các bác nhá. Hoa nó cũng tương đối bền. Gửi về các bác được chơi hoa luôn. Đấy. Mã số 32 cũng 300.000. Đẹp chưa các bác? Rực rỡ một góc trời nhá. Quá đẳng cấp luôn, một cái giò độ thuần của nó thì các bác cứ yên tâm nhá. Rễ nó đã ăn như này thì các bác cứ yên tâm nhá. Đấy, cực kỳ đẳng cấp luôn. Đây, em lên cho bác giò sơn thủy tiên nhá. Dòng bi nhá các bác nhá, đang chi chiết nụ nhá. Hoa vàng cũng rực rỡ như kim điệp luôn nhá. Đang chi chiết nụ nhá. Cái này thì dòng bi này thì có những cây đã thuần rồi, cây chưa thuần nhá các bác nhá. Em phải nói rõ trên video với các bác đấy, vì vừa rồi là em có một ít thì các bác sưu tầm hết rồi, còn đúng duy nhất một giò này nhá, đúng duy nhất một giò này nó khoảng 10 vòi hoa thôi. 10 vòi hoa, mã số 2 400.000 nhá các bác nhá. Mã số 2 đấy, mã số 2 sơn thủy tiên dòng bi nhá các bác nhá. Đây, em phải nói rõ trên video, có những cái cây này rễ nó đã bám rồi, có những cây rễ chưa bám nhá. Về các bác cứ treo chăm tưới bình thường nó sẽ thuần thôi. Vì mùa này là đang mùa phát triển của hoa lan thì các bác cứ yên tâm nhá. 400.000. Mã số 2. Đây, tiếp theo đây các bác này. 350.000 nhá. 350.000. Mã số 1. Đấy, sơn thủy tiên. Mã số 1 nha các bác nhá, 350.000, đang nụ đang rực rỡ đây nhá. Về lại vàng rực một góc trời nha các bác nhá. 350.000 sơn thủy tiên. Đây, em lên cho bác cái giò kiều vuông Lộc Bắc nhá. Kiều vuông Lộc Bắc đây. Cái những cây như này thì nó cũng, em thấy có hiện tượng là đang sưng nụ nhá. Đang hiện tượng đang sưng nụ nhá. Đấy, một chậu cây kiều vuông Lộc Bắc như này nhá. Mã số 31 có giá 350.000. 350.000 cho một cái chậu kiều vuông Lộc Bắc như này nhá. Đấy, rực rỡ luôn. Để các bác chăm tưới lên nó đang chuẩn bị ra nụ rồi. Kiều vuông Lộc Bắc mã số 30 nha các bác nhá. Cũng 350.000.
cũng 350.000, kiểu vuông độc bắc. Đây, cái này thì có một cái thân này, đây thân này đây, đấy em thấy là một cái lụ nó đã thò ra, đấy, một cái lụ nó đã thò ra như này rồi nhá. Đấy, còn một số thân thì vẫn đang bắt đầu sưng lụ nhá các bác nhá, 350.000, mã số 30, 350.000, kiểu vuông độc bắc. Em còn duy nhất một chậu trầm tím đây. Chậu này thì hoa nó nở cũng được khoảng tầm 7-8 ngày rồi các bạn, 7-8 ngày rồi. Đấy, bác nào mà lấy em thanh lý cho 200.000 nhé, 200.000. Chậu trầm tím này nhé, bác nào lấy em thanh lý cho 200.000 nhé. Đấy, những cái thân như này nó vẫn còn ra hoa nhé các bạn nhé. Những cái thân mà nó chưa ra hoa này, mà những cái thân như này nó sẽ vẫn tiếp tục ra hoa rồi các bạn nhé. 200.000 thanh lý cho bác. Đây, em có cái bảng hoàng thảo vôi đây nhé các bạn nhé. Hoàng thảo vôi nhá. Đấy, hoàng thảo vôi này thì nó đang nụ thôi. 250.000 nhé các bạn nhé. 250.000 cho một cái bảng hoàng thảo vôi như này nhé. Đấy, nó chỉ có thế này thôi nhé các bạn nhé. 250.000 đang nụ nhé, những cái này đang nụ nhé, về các bác sẽ được chơi hoa nhé. Tiếp theo em lên cho bác giò đuôi chồn mã số 3 đây, 380.000 nhé, đuôi chồn nhé các bác nhé, 380.000 mã số 3 đuôi chồn Lai Châu nhé. Đấy, mã số 3. Đuôi chồn mã số 4 nha các bác nhá, 300.000. Đấy, mã số 4 300.000, đuôi chồn mã số 4. Đấy, một cái bảng như này nha các bác nhá. 300.000, dễ đã thuần thì các bác cứ yên tâm, cái nào chưa thuần thì em sẽ bảo chưa thuần. Đây, em còn một cái giò cáo duy nhất đây nhá. Cáo đây nha các bác nhá. Một vài nụ này. Đấy, hai vài nụ này, đây là hai nhé các bác nhá, để vạch ra cho bác xem nhé. Đấy, hai cái nụ nhá. Em nói thật các bác chứ, em bán những cái dòng này về, dòng này nó chuẩn rừng Lai Châu, giá của nó thì nó sẽ cao hơn các cái giá khác, em nói thật các bác, vì tiền nào nó của đấy thôi. Bây giờ không phải cáo, không phải của Việt Nam cũng rất nhiều, và cũng không đấy, cho nên là các bác mua nhiều khi là một số bác thì cái nụ nó chỉ hơi hé, không biết đây có phải nụ không, cái nụ nó chỉ hơi hé thôi nhé các bác nhé. Các bác về các bác không để ý, các bác bảo là không có nụ thế nọ thế kia, em nói thật các bác, nó nằm trong cái kẽ lá này, nằm trong cái kẽ lá nó vừa bắt đầu đùn lên thì lúc đấy thì em nhìn thấy thì em báo các bác, nhưng về các bác bảo không phải thế nọ thế kia, nhiều khi em nói thật các bác là các bác là mới chơi nó khó giải thích lắm, mới chơi nó khó giải thích, em nói thật các bác. Chứ còn những cái dòng cáo như này, đẹp như này, xếp như này, chuẩn rừng Lai Châu như này, đấy, các bác lại so sánh với cáo tàu, với cáo Trung Quốc. Cáo Trung Quốc em nói các bác, một cây này em mua một cây như này chỉ có 50.000 thôi. Đấy, chỉ có 50.000 thôi các bác ạ. Mã số 4 cáo Lai Châu 380.000 các bác nhá. Đấy, cho nên là các bác mà so sánh, tao mua 3 cây như này nó có 250. Đấy, 250 có nghĩa là em, nếu mà em mua cáo Trung Quốc em bán 250 3 cây như này, em vẫn lãi được 100.000 nhé các bác nhé. 250 em vẫn lãi được 100.000. Đấy. Và tại sao một cái cây cáo Lai Châu lại đắt thế, cho nên là bác nào mà trước hay hỏi em như thế thì đấy nhá, hôm nay em giải thích là như vậy nhé. Tiếp theo, một cái giò đùi gà dẹt đang rực rỡ hoa nhé các bác nhá. Mã số 26 250.000, đùi gà dẹt nguyên bản. Cái này nó là nguyên bản nhá. Hai khúc nguyên bản em ốp vào nó đã thuần như này nhá. Đấy, đùi gà dẹt 250.000, cái này về các bác treo trong túi phân dê ở đây thôi.
hoặc bác nào mà chưa có phân dê thì em sẽ đóng cho các bác một túi về các bác tự làm thôi nhé. Đấy, em kỷ niệm các bác túi phân dê để các bác làm nhé. Hoặc là các bác nào mua lan rồi em mà muốn phân dê thì để bảo là đóng cho bác một ít vào đấy để về bác chăm nhé, em không tính tiền cái phân dê đâu nhé, em kỷ niệm các bác thôi nhé. 260.000 cho mã 20 năm đùi gà dẹt nhé các bác nhé, hoa đang rực rỡ cực kỳ đẹp luôn. Đấy, những cái thân như này vẫn đang nụ nha các bác nhá. Đây này, những cái thân như này vẫn đang nụ nhá, vẫn ra hoa nhá. Những cái thân như này nó chưa ra hoa đâu. Đấy, một số thân thì nó ra hoa rồi, về các bác treo lên nó vẫn ra hoa tiếp cho các bác nhá. 250.000. Đùi gà tiếp theo. Đùi gà này thì năm nay nó bị trốn hoa các bác. Đấy, năm nay nó trốn hoa. Mã số B3 có giá 400.000 nha các bác nhá. Một cái giò to như này. Trốn hoa 400.000. Cái này về các bác cứ cho treo ra nắng cho em. Cứ treo ra nắng thoải mái. Nó sẽ ra hoa nhé. Năm nay là em để góc vườn nó hơi nó râm. Nó râm mát. Đấy, những cái như này về các bác cứ treo nắng gió cho em thoải mái, về nó sẽ ra hoa cho các bác. Đùi gà tròn mã số B4 nha các bác nhé, cũng 400.000. Đấy, cũng 400.000 một cái giò như này. Tiếp theo mã số B1 cũng 400.000 nha các bạn nhé, cũng 400.000, về các bác cứ treo cho ăn nắng thoải mái đi, cho nó xuống lá cho nó ra hoa đi. Đấy, này em treo này chỗ mát cho nên là nó cứ lên nào mầm ấy. Nhưng mà em thấy một số thân nó cũng đang bắt đầu có hiện tượng sưng nụ rồi đấy, cho nên các bác về mà cứ treo nắng cho ăn nắng thì nó sẽ ra hoa nhé. Các bác cứ cho nắng thoải mái đi. Đấy, nó xuống lá nó sẽ ra hoa cho các bác. Cũng 400.000 các bác nhé. Tiếp theo, giò tam bảo sắc nha các bác nhé. Mã số 8 có giá 250.000. Tam bảo sắc. Hôm qua em đi bản em lấy được cái giò tam bảo sắc phân nhánh đẹp lắm các bạn, nhưng mà hôm qua về nhỡ tay làm gãy mất cái bông hoa đấy rồi, nhưng nó còn một cái bông hoa nữa, nó đang có hiện tượng phân. Hôm nào mà nó phân hẳn nhánh ra em sẽ lên video cho các bác nhé, vì hôm qua em nhỡ tay làm gãy mất cái phân nhánh cho nên hôm nay em không lên video. Một cái giò nguyên bản cực kỳ đẹp luôn. Đấy, chắc là khoảng tầm chục ngày nữa nó sẽ phân nhánh, vì cái đấy nó có hai cây, đấy nó có hai cái nụ, thì một cái nụ nó phân nhánh trước. Đấy, nhưng mà em nhỡ tay em làm gãy mất rồi. Còn một cái nụ nữa chắc là vài hôm nữa thôi. Vài hôm nữa nó phân nhánh nên em sẽ lên video cho các bác. 280.000 nha các bác nhé, tam bảo sắc. Tiếp theo. Đây, em lên cho bác giò tự nhiên lại quên tên tự nhiên lại đen dâu đỏ đen dâu đỏ nhé các bác nhé, đen dâu đỏ mã số 26, đen dâu đỏ mã số 26 có giá là 250.000 nhé các bác nhé. 250.000 cái này về các bác làm giống rồi đấy, các bác chơi hoa về các bác chơi hoa đây đang chi chít nụ này, đang sưng rất nhiều nụ này đấy, đang rất nhiều nụ này. Đấy, về các bác chơi hoa xong các bác làm giống này nhé. 250.000 cho mã 26, mã số 8 260.000 chứ, thôi lấy bác 250.000 nhé. Mã số 8 260 em lấy 250 nhé. Bác nào mà lấy báo em là mã số 8 250 nhé. Đây, thân này đang nụ này. Thân này đang nụ này, thân này đang chi chít nụ, thân này đang nụ này nhé. Đấy, các bác về các bác được chơi hoa luôn.
Đen vô đỏ mã số 6 nha các bác nhá, cũng 250.000. Cũng 200 đây, thân này đang nụ đây nhá. Đấy, các bác nhìn cái gai gai này nó thò lên, nó là cái lụ hết đây này. Đấy. Nó là lụ hết nha các bác, đây này, những cái gai gai này. Đấy, như cái thân này này, đây này, nó thò hẳn ra này. Đấy, nó thò hẳn ra như này, nó là lụ nha các bác nhá. Đấy. Nó nụ nhá. 250.000 nha các bác nhá, mã số 6, 250.000. Về cái này nó ít thân, về các bác làm giống thôi, em nói thật các bác, chứ cái dòng này thì sang năm tới thì nó thành chậu to, cực kỳ to chứ không phải nhỏ đâu nhé. Đây mầm gốc nó đang lên rất nhiều này. Đây mầm gốc nó đang lên này. Đấy, đang sưng lên rất nhiều, cho nên là các bác về các bác chơi hoa xong các bác cứ chăm tưới bình thường thôi. Đấy, 250.000. Em lên cho bác cái bảng hoàng thảo vôi nhé. Hoàng thảo vôi đang nụ đang hoa rất nhiều nhé. Đang hoa, đang cả hoa cả nụ nhé. Đấy. Hoàng thảo vôi. Nụ đây đang ra nụ rất nhiều, đang sưng nụ rất nhiều nha các bác nhé. Đấy. Hoa thì cũng đang hoa, nhưng mà hoa này gửi tới các bác sẽ tàn, cái loạt này thôi cho nó tàn đi. Còn nụ thì rất nhiều đây này các bác này, chi chít này. Đấy, nụ chi chít luôn. Em nói thật các bác đây, quay cho bác nhìn cho nó rõ, không lại bảo. Đấy. Bác các bác về các bác cứ nhìn kỹ em đây, những cái nụ nó chi chít như này nhá. Đấy. Long tu xuân nhé các bác nhá, 250.000. Bác nào lấy cái bảng long tu xuân này báo em 250.000. Đây, tiếp theo lên lốp cái chậu kiểu vuông lục bắc này đi. Kiểu vuông lục bắc mã số 2 nhé các bác nhé. 380.000. 380.000 cho cái chậu kiểu vuông lục bắc này nhé. 380.000 cho một cái chậu kiểu vuông lục bắc này. Mã số 2 nhé các bác nhé, kiểu vuông lục bắc mã số 2. Tiếp theo, nó lên đen dâu đỏ nha các bác nhé. Đấy, đen dâu đỏ chậu này thì nó to hơn đây mặt hoa đây này các bác này. Mặt hoa này thì nó gần tàn. Đấy, mặt hoa này nó tàn nhé, nó thế này. Đây nhưng mà vẫn còn đang sưng nụ đây nhá. Đấy, đang sưng nụ này, những cái thân này vẫn đang sưng nụ nhé. Vẫn ra hoa cho các bác bình thường nhé. Đấy. Mã số 6 có giá 350.000 nha các bác nhé. Một cái chậu như này nhé. 350.000 mã số 6. Tiếp theo em lên bảng tam bảo sắc nha các bác nhé. Tam bảo sắc mã số 1 350.000. 350.000 mã số 1 nha các bác nhé. Tam bảo sắc. Đây một cái bảng chi chít cây như này nhé. Riêng dòng tam bảo sắc thì em bảo hành các bác là hoa cực kỳ thơm nhé. Bác nào mấy hôm vừa rồi các bác có hỏi em là cái gói dòng hoa lan nào nó thơm ấy. Thì đây. Đấy. Đây như là một cái dòng hoa cực kỳ thơm nha các bác nhé. Mã số 1 350.000. Chậu này định để lại làm giống này, bác nào thích thì em để cho nhé. Đấy, có một cái chậu hạc vĩ trắng tinh như này nhé các bác nhé, hạc vĩ trắng tinh nhá. Đấy, hoa đây nhá, trắng tinh. Cái này thì hoa nói thật các bác là nó cũng gần tàn rồi, nhưng mà nó vẫn còn một số cái nụ đây nhá. Vì cái này em định để làm giống cho nên là em không lên video. Đấy, bác nào mà lấy chậu hạc vĩ trắng này thì 400.000 nhé. 400.000 đấy. Bác nào lấy bảo em là hạt vĩ trắng 400.000 nhé. Đây, tiếp theo các bác nhé. Tam bảo sắc mã số 14 cũng có giá là 350.000 nhé các bác nhé. Cũng có giá 350.000. Tam bảo sắc. Rồi, trên đây là toàn bộ video nhà em có ngày hôm nay. Thì các bác xem video, các bác nhấn đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nhé. Em xin chào các bác.